Khoa Phúc Trung Vlog hỗ trợ bán kênh YouTube 30 tỷ đồng, tuyên bố làm điều chưa có ở Việt Nam. Thì cái chỗ này mình đang đứng ở tại SK là một chỗ rất là đặc biệt, không bao giờ thấy YouTube của người Việt hay là bạn đi qua bên nước ngoài. Thì ở dưới là âm bùi đậu xe, trên này đi lên hơn 1.000 mét. Trước việc bị tố tạo ra lùm xùm vì hám fame, Khoa Phúc đã đem kênh YouTube có 4 triệu lượt theo dõi của mình ra thề thốt và tuyên bố nếu có bạn nào nói mình bỏ ra 35 tỷ để diễn xuất câu fame, thì bạn nào mua kênh YouTube 4 triệu sub của mình với giá 30 tỷ thì mình xin bán và rút lui. Mình không cần cái fame này đâu, cái mình cần bây giờ là sống yên ổn. Những tưởng sau những lời tuyên bố này, Khoa Phúc sẽ tạm lui về ở ẩn một thời gian để xoa dịu dư luận, thì mới đây anh lại tung vlog mới ghi lại chuyến du lịch Alaska với người bạn thân Vương Phạm của mình. Cũng trong vlog này, Khoa Bốc khẳng định sẽ vẫn theo đuổi sự nghiệp làm vlog du lịch. Trong chuyến đi, Khoa Bốc tiếp tục khiến người xem phải ngạc nhiên vì độ chơi trội của mình bằng việc đi trực thăng tham quan băng Vĩnh Cửu. Ngay phần mở đầu, nam YouTuber khẳng định không bao giờ bạn thấy được cảnh này trên kênh YouTube của người Việt hay nước ngoài. Những hình ảnh quay lại núi băng tuyết có tuổi đời hàng nghìn năm đã làm nhiều người phải choáng ngợp. Có thể nói rằng các video có nội dung hành trình du lịch khám phá vẫn là thế mạnh của Khoa Bốc được dân tình yêu thích. Anh nhận định chưa biết tương lai sau này sẽ như thế nào, nhưng vì Khoa Bốc cho rằng New York hiện tại không an toàn với mình nên đã chọn Alaska là chỗ ở mới. Ngoài ra, Khoa Bốc còn tiết lộ thêm nước Mỹ anh đã đi gần hết, chỉ Alaska có nhiều điều bí ẩn chưa kịp review, và đây cũng là cơ hội để anh làm video giới thiệu cho người xem. Thì lúc đầu mình với Vương cũng nghĩ lúc đầu là Alaska gì đó là tuyết khô cằn, núi không có gì. Sau khi hạ máy bay xuống đi vòng đây mới thấy là đầy đủ trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, massage đầy đủ. Trong thời gian này, khi mối quan hệ giữa Khoa Bốc và Johnny Đặng đang rạn nứt, thì Vương Phạm lại trở thành người bạn đồng hành thân thiết nhất của nam YouTuber trên đất Mỹ. Không chỉ liên tục xuất hiện trong các vlog của Khoa Bốc, cả hai còn cùng nhau hợp tác kinh doanh, dồn tâm huyết để xây dựng nhà hàng lẩu ở Houston, Mỹ. Đối với câu chuyện ồn ào liên quan đến ông vua Kim Hoàng Johnny Đặng, Vương Phạm cũng đứng ra lên tiếng bên vực Khoa Bốc. Anh được xem là nhân chứng sống chứng kiến toàn bộ phi vụ làm ăn giữa Khoa Bốc và Johnny Đặng, nên việc Vương Phạm đứng ra phân trần hết sự việc nhận được tin tưởng của đông đảo netizen. Vương Phạm hết lời khen ngợi Khoa Bốc là người sống rất tình nghĩa, là thần tài khi mang đến may mắn cho anh. Dễ dàng nhận thấy kể từ sau khi thường xuyên xuất hiện bên cạnh Khoa Bốc, cả công ty lẫn kênh YouTube riêng của Vương Phạm đều được chú ý đến nhiều hơn. Khoa Bốc sau đó đã gửi lời cảm ơn đến Vương Phạm vì đã đứng về phía mình trong lúc sự việc diễn biến căng thẳng. Nam YouTuber cũng gửi món quà nhỏ cảm ơn người hâm mộ đã bảo vệ tin tưởng anh. Khoa Bốc còn hài hước nói rằng tranh thủ còn sống ngày nào hay ngày đó nên mình tặng quà luôn để lỡ có chuyện gì không hay xảy ra lại thất hứa. Trong một bài viết, Khoa Bốc cũng đã khẳng định mọi thông tin anh chia sẻ những ngày gần đây là sự thật, hoàn toàn không có chuyện anh cố tình dàn dựng như một số lời đồn đại. Anh chia sẻ không ai lấy số tiền 35 tỷ đồng để mang sự yên ổn của mình ra đùa giỡn và diễn cho cộng đồng mạng xem. Trước đây thực sự vì quá tin người nên anh đã bị lợi dụng, từ đó nhận cái kết đắng. Hiện tại vlog mới nhất của Khoa Bốc đang tăng lượt xem nhanh một cách chóng mặt chỉ sau ít giờ đăng tải. Người hâm mộ nam YouTuber cũng hy vọng anh có thể giải quyết được toàn bộ lùm xùm trong êm đẹp và tiếp tục cho những video chất lượng hơn. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!